Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 5, sách giáo khoa sinh học 12, trang 125 với đề bài như sau. Hãy chọn câu đúng nhất. Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau? Có 4 đáp án cho chúng ta lựa chọn. Đáp án A, hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh. Đáp án B, hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau. Đáp án C, hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hóa giống nhau. Và đáp án D, hai cá thể đó không giao phối với nhau. Lời giải chi tiết như sau, chúng ta sẽ xét từng đáp án một. A, hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh. Đáp án này chưa chính xác, bởi vì trong tự nhiên, thường các cá thể cùng loài sẽ sống trong cùng một sinh cảnh. Đáp án B, hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau. Đáp án này cũng chưa chính xác, bởi vì đó có thể là hai loài đồng hình hoặc hai cá thể đó cùng loài. Đáp án C, hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hóa giống nhau. Đáp án này cũng chưa chính xác, bởi vì nếu như vậy thì tỷ lệ hai cá thể này thuộc cùng một loài lại càng cao hơn. Đáp án D, hai cá thể đó không giao phối với nhau. Đáp án này là đáp án chính xác, bởi vì nếu như vậy thì chúng đã có sự cách ly về mặt sinh sản đối với nhau. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng đó là hai cá thể thuộc hai loài khác nhau. Đáp án đúng là đáp án D. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 5, sách giáo khoa sinh học 12, trang 125.